Tại sao lại là cánh đu đủ mà không phải là các thứ khác? Bởi vì là cánh đu đủ, cái lòng của nó thì rất là tương thích với các ông sáo và nó lại còn dễ kiếm nữa. Bạn nào thích chơi sáo mà chưa có điều kiện để mua ấy, thì hãy kiếm cho mình một cái cánh đu đủ nhé. Và hãy làm theo thông số mình để trên màn hình để có thể tự tạo cho mình được một cây sáo. Lưu ý là thông số này chỉ để tham khảo đấy nhé. Các bạn vừa làm vừa đo với cả tuner thì sẽ chuẩn hơn. Phần mềm tuner mình hay dùng là Clear Tuner nhé. Sau khi khoét xong lỗ thổi thì mình nút cho nó một cái nút chặn và đẩy vào trong cách cái miệng lỗ một chút, khoảng 0,5-0,7 cm. Sau rồi mình tiếp tục mở các cái lỗ còn lại. Dụng cụ khoét thì mình dùng cái con dao mổ, và các bạn có thể mua cái con dao này ở các cái cửa hàng thiết bị y tế. Nó cũng rất là rẻ, chỉ tính bằng một vài nghìn thôi. Và cái cán dao này cũng chỉ tầm độ 10-15 nghìn thôi. Các bạn phải rất cẩn thận nhé, bởi vì con dao này nó rất là sắc và cái cành đu đủ này thì nó khá là mềm cho nên là sẽ rất dễ bị chém vào tay đấy. Tèn ten, và đây là thành quả này, mình sẽ thổi cho các bạn nghe thử nhé.